tiệc thử lặn xem được bao nhiêu phút. Ở dưới không nghe thấy gì. Cây hoa phượng nắm hoa nhờ. Đi ra đằng kia xem kìa. Đằng kia có một cái miếu. Cái tàu nó đi chậm lắm, mọi hôm cái tàu đi nhanh hơn. Bây giờ rơi xuống đây phát là thôi luôn đấy. Make in Việt Nam. Tàu đang lên. Nhưng mà tàu này hôm nay nhẹ phèo thôi. Cái chân rát lắm. Tàu này nhẹ. Tự nhiên bơi thấy cái đĩa bay này nhỉ. Sa băng à? Thiếu nữ bên lực bình. Thiếu nữ bên lực bình. Quang đã tự nhận là thiếu nữ rồi đấy. Bờ đâu. Bác Nguyên ra đây. Ôi đi về hết à? Kia còn ba người kìa. Cái này nó gọi là cái gì? Quay được chứ. Quay ác chứ. Đang quay đấy. Đây là bác Nguyên ở trong câu lạc bộ xe đạp nhá. Bác bơi không cần phao luôn. Bác cho xin ý kiến về câu lạc bộ bơi. Đấy, đây là ngọn núi non nước rất là đẹp nhá. Lịch sử hàng triệu năm quả núi này. Đó.